dịch này thì chúng tôi có mặt ở tại quán Yên Vui là đúng 6:30 sáng là mình phục vụ là khoảng từ 200 tới 250 suất là có cái hôm thì cơm, có hôm thì cháo, có hôm thì bún. Tôi về hưu rồi tôi cũng góp một cái phần nhỏ như thế cũng giống như các chị em ở đây. Cho mình ăn bữa cơm từ thiện mình thấy quỷ và anh hàng ngày thì cũng nói chứ cái khó khăn thì mình mới thấy những người đó họ thương ơi họ mới làm những cái việc đó họ không phải bỏ công vất vả này họ làm cái công việc đó giúp đỡ những người nghèo khổ. Bữa cơm này rất là thiện tâm với lại chúng tôi, tức là giấy xe ôm cái thùng cũng rất là vui cho cái những bữa cơm thiết thực như thế này.